Chúc mừng năm mới, chúc mừng các bác sang một năm mới thành công hơn nữa, an khang thịnh vượng. Ngày mai tức là ngày mùng 4 âm lịch, em sẽ mở hàng khai xuân. Mừng tuổi các bác đến 5 triệu đồng. Đối với những mặt hàng trên 20 triệu, em Tuấn mừng tuổi 5 triệu. Mặt hàng dưới 20 triệu, mừng tuổi 4 triệu. Mặt hàng dưới 15 triệu, mừng tuổi 3 triệu. Mặt hàng dưới 10 triệu, em mừng tuổi 2 triệu. Và dưới 5 triệu, em mừng tuổi 1 triệu. Và 1 đến 2 triệu, em mừng tuổi 500. Mời các bác xem clip. Vâng, em Tuấn tiếp tục lên loa cho các bác ạ. Loa Anh, loa Mỹ, loa Đức, loa Pháp. Lô này xem nào. Loa Mỹ có này, loa Pháp có này. Loa Anh có này, loa Canada cũng có. Báo cáo các bác là hôm nay cũng gần Tết rồi. Đối với những bác nào ở trong Sài Gòn, em chỉ nhận đơn từ hôm nay đến 19 hoặc 20 quay lại bác nhé. Nhận đơn. Thế thôi, còn nếu mà sau đấy em không nhận nữa. Bởi vì các bác thông cảm là một số đơn to là em không nhận rồi. Những đơn loa nhỏ nhỏ vừa thì em nhận, còn đơn to em cũng không nhận. Bởi vì không may đơn to nó vận chuyển, nó bị lỗi, nó bị vỡ ấy. Quay lại là đến lúc hỗ trợ các bác không kịp, đến Tết nó mất việc lắm. Tự nhiên nó không thoải mái cho cả hai. Nên những đơn hàng loa to là em không nhận. Nói luôn như thế. Loa to trừ loa full thì còn nhận. Còn loa to mà những cái dòng loa nghe nhạc như này, loa to. Còn đây là loa bình thường rồi. Bởi vì khi chuyển cái loa to nó rất mất an toàn nhiều lắm, không hay. Do vậy là khi không may nó lỗi, không hỗ trợ các bác kịp quay ra đến cập nhật vào Tết nhất đến nơi là không, thành ra là quay đi quay lại là không hỗ trợ các bác, tự nhiên hai bên nó không thoải mái với nhau. Do vậy là loa này cũng vậy thôi. Từ bây giờ đến Tết các bác có thể đến nhà em nhá. Các bác có thể đến nhà em nghe chọn thoải mái, được chưa? Nhưng mà để ship ý, thì trước 20 thì em vẫn ship miền Nam, còn sau 20 thì em chỉ ship ở phía Bắc. Và các bác nào đến nhà chọn cho em. Ngày trước thì các bác đến nhà em không khuyến khích là gì, là dịch bệnh Covid, và bây giờ các đến thoải mái nhé. Đấy. Thế thôi, còn bác nào mà muốn đến thì cứ nhắn tin vào trong Zalo là cho anh vị trí nhà, em nhắn định vị cho, đến thoải mái. Và từ bây giờ đến Tết thoải mái đến nhà. Sau đây em Tuấn sẽ báo giá lần lượt những mã loa trên này. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn bác nào thích mua loa rẻ hơn loa rẻ cũng có loa ngon, người ta bảo ngon bổ rẻ thì không có bác ạ. Ngon bổ rẻ thì chỉ có là ví dụ như là đôi này này. Bác nào mua rồi bác bảo ôi đổi cho anh đôi khác, anh chịu bỏ cái cọc đôi này, chú bán cho người khác thì là ngon, bổ rẻ. Còn tự nhiên mà một đôi loa mà có giá trị 15 triệu chẳng hạn, mà nó có giá trị, nó bác thấy đôi này giá trị của người ta phải 15 triệu mà tại sao lại bán 9 triệu? Phải đặt dấu hỏi thật to nhé. Phải đặt dấu hỏi thật to vào. Cái gì cũng thế thôi. Được rồi, còn hàng tất cả đây bên em đều bao tình trạng hoạt động tốt. Bao hoạt động tốt cho bác, lỗi cho đổi cho trả. Nên do vậy em thường xuyên nói rồi, các bác cũng tạo điều kiện cho bên giao bưu điện giao đi. Có nhiều bác yêu cầu bưu điện là phải tao phải test rồi tôi phải test rồi thế nọ thế kia là nó không hợp lý. Bởi vì các bác cứ mở kiểm tra hàng cho em, tình trạng không rơi vỡ nhận giúp em. Còn lỗi do bên em cháy, lỗi do bên em là chết loa không kêu hay như nào, nếu mà đúng kỹ thuật do bên em chịu trách nhiệm cho các bác trả hàng trả tiền nhá. Yên tâm, cước em chịu, các bác không phải chịu. Bắt đầu vào mời các bác. Đôi loa đầu tiên đó là đôi loa đầu tiên, đó là đôi loa tiền đâu đấy, tiền đâu 12.800.000, một thương hiệu loa của Anh Quốc. Những đôi loa này các bác mua về em đảm bảo không làm các bác thất vọng. Cái thất vọng thứ nhất là các bác không phải mất tiền để chọn âm ly nhiều, với dòng này rất dễ đánh âm ly nhé, cực kỳ dễ đánh âm ly. Nó lại dòng này nó lại khác với BMW KW, dòng này dễ đánh hơn đấy, chưa 12.800.000. Đôi này có chiều ngang nó tầm 25, chiều sâu 30, hơn 30 cả e căng đấy. Chiều cao như là 1, 2, 3, 4, 5, chiều cao 1 mét, hơn 1 mét. Con này hai bát bầu dục 25, chưa. Bên trên này là một chung và một tép đồng trục đấy. Đây là đôi loa kép Q75 có công suất 200W một loa, vậy là tổng công suất của đôi này là 400W. Hàng made in UK nhé, UK là Anh Quốc rồi. Hàng Anh Quốc xịn luôn. Đấy, màu đỏ Bordeaux, 12.800.000. Những đôi loa này thì nghe nhạc không thể chê được. Sang đến tiếp tục đôi loa đến từ nước Mỹ. Đôi loa đến từ Mỹ, đôi loa Thumper, có nhìn chưa? Thumper USA, tất cả ốc của nó đây. Tất cả các ốc này của nó đây, cạo đi. Này, lau đi. Ốc này của nó, ốc zin của nó bác nhá. Ốc zin chứ không phải mình nhuộm vàng đâu, ốc zin hết của nó đấy. Thumper. Này. Model của nó là TT316MK2.
có trở kháng là 8 ohm, công suất max là 150W, độ nhạy con này là 92 dB, độ nhạy 92 dB, ok chưa? Hàng made in USA. Con này 1m thì con này cao 80, gần 80, khoảng 78-80 vậy. Có chiều ngang tầm 26, chiều sâu khoảng hơn 30. Hơn 30. Dòng này đánh uy lực lỗ thông hơi phía sau. Được. Đấy. Hai bác con này đánh uy lực các bác. Dòng này thì nhạc gì các bác cũng chơi được. Em nó yêu hết các loại nhạc. Yêu tất các loại nhạc. Đôi này có mức giá là 7.900.000. 7.900.000. Giá em đều báo đấy rồi. Bác nào cảm thấy hợp túi tiền thì lên đấy. Còn bác nào cảm thấy không thoải mái lắm thì đến tận nhà cho nó nhanh. Được chưa? Đến chuyện là em chỉ sợ các bác đến tận nhà đôi này thích cứ thích mãi đấy. Có rất nhiều bác cách đây khoảng một tuần. Cách đây khoảng một tuần có 3-4 bác ở Vĩnh Phúc đúng không? 4 bác Vĩnh Phúc và có một bác đi lấy cuối cùng thành 2-3 bác lấy liền. Lên bác nào cũng thích xong là bác ấy còn về khỏi nhà em cơ. Đi về khỏi nhà em xong lại mượn được tiền nhau lại quay lại lấy tiếp. Đấy, thế. Sang đến tiếp tục đôi này là đôi loa KEF in Q50S, Q50S, hàng made in England. Made in England. Công suất max 150W, trở kháng 6 ohm. Ok chưa? Toàn hàng Anh Quốc thôi. Mà đã là loại Anh Quốc thì các bác đừng có hỏi có hay hay không. Đôi này cũng có chiều cao 80, chiều ngang tầm 20 đấy, tầm 19-20, chiều sâu 30 bác ạ, chiều sâu 30. Chiều sâu 30, mức giá 5.900.000. Những đôi này, tất cả những dòng loa ở đây, với tầm tiền này, các bác ít có thể đôi nào lại được lắm. Bây giờ bác có nhìn em bán ở trên kênh của em không? Ở trên kênh của em bác có thấy không? Dầu dần như là loa Nhật, bây giờ em rất là ít. Loa Nhật em chỉ có về cái loa cổ, loa lưới cổ để các bác đi với đầu cối đĩa than. Chứ loa Nhật dòng cây này em ít lấy lắm, rất là ít lấy. Bởi vì là khi các bác đến mà nghe những dòng loa này rồi, bác không muốn nghe loa Nhật nữa. Nên bác nhìn thấy ở bên em có loa Nhật mấy đâu, không có, ít lắm. Loa Nhật chỉ có là loa Sansui hoặc Pioneer có loại mắt cáo để cho các bác trang trí phòng. Đấy. Sang lên đây, tiếp tục lại một bôi BMW KW nữa. Đôi này đôi BMW KW, hình như đôi này là không có e căng đúng không? À có đây, có e căng đây. Đôi này 6.900.000. Đôi này thì hình thức vỏ nó không được đẹp lắm, không được đẹp lắm. Nói chung là đôi này nó cũng gọi là dạng bình bình, không được đẹp mấy. BMW KW đây ạ. BMW KW, con này là Acoustic made in England này. Con này 1 bát này, 2 bát này, 3, 4, 4 loa một thân thùng. Con này cao cũng 1m đấy. Con này phải cao 1m đấy. Cao đến 1m luôn. Cao 1m sâu 30. Cao 1m sâu 30 đến hơn 30 một chút. Sâu 30 hơn 30. Đấy. Sâu 30 hơn 30. Đấy, bác nhìn chưa? Sâu 30 hơn 30. Ok chưa? Chiều ngang đây. Chiều ngang con này hơn 20, nó tầm 22. 6m. Mức giá 6.900.000. 6.900.000, con này có hai cầu nhé. Các bác có thể chơi JBway BBway gì đây. Đấy. Hai cầu. Sang đến đây đó là đôi loa Henry. Một thương hiệu loa phải nói là bát đánh rung nhà. Nó rung nhà nhưng mà vẫn êm tai bác nhé, chứ không phải rung nhà mà các bác đau tai đâu. Henry loa đến từ Canada. Cực kỳ nặng, rất là nhỏ gọn, chỉ cao 80 thôi. Cao 80, ngang 18. Ngang 19. Ngang 19 ấy. Sâu tầm 26 đến 28. Nhưng con này bát đánh thích lắm các bạn. Dòng này bát đánh cho bác tức ngực luôn đấy, không đùa đâu. Dòng này các bác Phang Pioneer mới là Lukman hay là Nông Ngô chơi hết. Rất dễ ghép, 5.900.000. Con này. Đây, con Henry nhá, đọc cho bác này. Đọc cho bác model luôn. Henry Pro Series 4.5 hàng Canada. Được chưa? Hai cầu. Và tiếp tục nữa đến đôi loa Focus. Focus. Focus Root 715 LE. Con này loa Pháp. Dòng loa Pháp này cũng không nhiều đâu bác, không kiếm được nhiều. Loa Mỹ, loa Anh, loa Đức khá là nhiều.
Mỹ, Anh, Đức, Nhật rất nhiều, cực kỳ nhiều. Nhưng loa Pháp thì phải nói là rất ít, cực kỳ ít luôn. Loa Pháp chất âm mềm lắm. Tất cả những đôi loa này thì để mà chất âm mềm mại nhất thì đôi loa Pháp này là mềm nhất, mềm mại nhất. Đấy. Đôi loa Pháp này có mức giá là 15.900.000. 15.900.000. Con này có chiều cao gần 1 mét, xích xuất 1 mét, chiều ngang 20, chiều sâu cả ê căng tầm khoảng 26. Đấy. Ba thân thùng. Đặc biệt là con này lỗ thông hơi phía trước, các bác có thể đặt sát loa vào trong tủ, trong tường nhé. Đấy. Con này là con Focus Trut 715 LE. Công suất của nó là 125W một loa. Vậy là một đôi này của nó là 250W rồi. Trở kháng 8 ohm. Đây, phang xe. Nó nhà hàng phang xe của Pháp nhé. Hai cầu. Ê căng đây. Ê căng còn đẹp lắm. Ê căng còn cực kỳ đẹp luôn ạ. Giá của em nó là 15.900.000. 15.900.000. Còn sang đến đây là đôi loa cổ. Đôi loa cổ University. Đôi này là đôi University loa của Mỹ. Bass 30. Con này bass 30 hay 40 nhỉ? Con này bass 30 quá. Con University này bass 30. Này. Bass 30, con này có clip khui hàng rồi. Con nào cần em gửi clip khui hàng cho nó dễ. Hoặc gửi ảnh cho. Con này con University bass 30. 14.800.000. Toàn giải. Đây. Bởi vì em lại tại sao em đọc toàn giải. Nên này bác nhìn cái thùng công suất thì bác biết rồi. Loa toàn giải công suất cao nhất nó chỉ là 30 đến 30 mấy watt thôi. Loa toàn giải ấy. Nên bác nhìn công suất là bác biết này nó là loa toàn giải rồi. Okay. University. Vỏ thùng còn zin hết theo nó luôn. Cờ trở kháng của con này từ 8 đến 16 ohm nhé. Nhiều con toàn giải nó có đa số là loa toàn giải mới đồng trục là 16 ohm. Nhưng con này nó đã có mở rộng đến tận 8 đến 16 ohm, bác nhìn chưa? 8 ohm đánh được, 16 ohm đánh được. Toàn giải nhé. University. À, đôi này có mức giá 14.800.000. Đây, chiều này này, 1, 2, 3, chiều này 60. Chiều sâu thùng tầm 33, 32, 33. Chiều ngang thế nào? Ngang 40. Ngang 40, chiều cao 40. Đấy. Đó là đôi University. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Hẹn gặp lại các bác clip sau.